Ngán quá, uống nước cái mới được. Ủa sao nhìn giống anh yêu mình quá ta, nói chi ai ơi, ăn bánh mà không ngủ em gì trơn à, đồ quỷ à, ăn đạn nè anh. Cái gì vậy tại? Này thì ăn bánh một mình không ngủ em nè. Em gây mưa mà dám ăn tàu hả? Cô bắn em nữa hả? Ơ chạy chạy hả mày? Trời ơi, em gây mưa gì giàu dữ tại, đeo cậu biết chuyện có bắp giò à, mà hung dữ quá à, ăn đạn nè em. Đồ quỷ à, ta đẹp vậy đó cũng dí người ta nữa, ăn đạn nè. Dám bắn anh hả? Chết anh cha anh. Đồ quỷ à, bắn ngay mặt tay đó, chết anh nào. Thì em cái mơ nè, con gái lời lẽ yêu thương mà tự nhiên bắn người ta. Ăn đạn nè anh. Chết em cho em. Tiếp là anh. Ui em nữa, nó vô đầu rồi tại. Thấy ta giàu, người ta đẹp, bắn người ta à. Chết nè anh. Chơi bắn ngay mắt người ta vậy đó, đồ quỷ à. Này thì bắn em nè. Bắn ngay cổ người ta, phải trả thù mới được. Mày thì em gây mưa. What? Anh yêu à, sao bắn túng hoài vậy trời. Giờ anh bắn không lại anh yêu mình rồi, bây giờ sao ta? Thôi mình bắn không lại anh yêu mình, vậy thì mình chơi chiến thuật đi. Mình biết anh yêu mình ham vàng lắm, để mình phe. Hả? Này thì em gây mưa hả? Dám chống với anh hả cưng? Bắn không lại, lấy cậu bị chiền ra đầu hàng. Thôi, để lại anh lấy luôn. Cười hả anh yêu? Chuẩn bị anh đi nè. Ha.
Lấy vàng của em đâu có dễ đâu anh yêu. Nhớ đăng ký nha mấy em. Wow.